Hello, como é que não tinha escrito que người nó hơi hơi bé. Okay. À, đông lắm này, đằng sau rất nhiều. Ra cái bắn luôn. Đồ đạc này. Thường bắn vào cái kính này vỡ không này. Ô, về đích thôi. Xem ai có cái đỏ đỏ bắn ra thì này. Đi soi liếm ngay đây. Còn ai nữa không? Kia. Thì tấu game này bị hơi chậm rồi. Quên chưa? Ok, thế thôi. Là chưa pop petty check. Bao nhiêu đây pha vầy? Tìm em đi, tìm người. Wow. Nếu mà thắng
chạy vào con kia đi. Đấy, nó kìa. Thế giờ rất dễ. Đâu nhỉ? Chúng ta chơi chơi test này. Kích vào bên trái một thời gian rồi kích vào này. Giữ một thời gian này xong rồi gạt gạt. Giữ một thời gian này. Ôi. Này thế nào đây?
Chúng ta sẽ chơi comic beat. Robin Hood's got nothing on me. Why not try with a walnut now? What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Wait a minute.
I'm really beautiful. Nhảy qua đầu luôn. Nào quá. Chơi Squid Game. Chơi đi, chơi đi. Phiên bản này nhìn quen quen. Ui, ai đây? Ui, ghê quá, nhìn trông ghê quá. Cô đầm này hơi được đấy. Trắng. Thank you.
Nhìn nhá, cận cảnh này, ui, đéo ghê. Roger the baby yellow. Sữa của em bé. Đặt em bé trên bàn rồi mà. Ô, đâu rồi?